Ngôi sao của buổi điều trần về chống độc quyền có lẽ thuộc về CEO Amazon, Jeff Bezos. Đây là lần đầu tiên ông ngồi ghế nóng trước Quốc hội Mỹ. Có lẽ vậy nên ông cũng được mời phát biểu đầu tiên. Thay vì vào luôn chủ đề chính, ông lại ngồi ôn lại tuổi thơ của mình, từ lúc bắt đầu công ty với nhiều sóng gió. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Không phải giàu có về mặt tài chính, mà giàu về tình thương. Một gia đình sẵn sàng ủng hộ trí tò mò và đặt cược vào ước mơ của con trai mình. 26 năm trước, gia đình đã sẵn sàng đầu tư số tiền tiết kiệm của họ cho tôi, Amazon và Internet, dù đó là những khái niệm họ không hề hiểu. Sau bài phát biểu có phần chân tình, các thành viên Hạ viện hầu như không đả động tới Jeff Bezos trong gần 90 phút. Nhiều thời gian rảnh rỗi, ông còn thảnh thơi thưởng trà, ăn bánh, trong khi các CEO khác liên tục bị chất vấn. Một số người theo dõi phiên điều trần cho rằng vị CEO Amazon có vẻ thoải mái, chắc do ông đã chuẩn bị rất kỹ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông nên học cách sử dụng ứng dụng gọi video WebEx để có thể tắt camera khi không phải trả lời. Trong hơn 6 tiếng điều trần, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh như Jeff Bezos, kể cả các nghị sĩ trong lúc tranh luận với nhau. Tôi muốn các nghị sĩ tập trung vào các câu hỏi về luật chống độc quyền, thay vì đưa ra các thuyết âm mưu. Tôi có email đàng hoàng ở đây. Thuyết âm mưu là thế nào? Ngài Jordan, ông đã hết giờ. Hãy tôn trọng các nghị sĩ khác với câu hỏi của họ. Ông Jordan, đeo khẩu trang vào đi. Xin hãy đeo khẩu trang vào. Có thể thấy, dù căng thẳng thế nào đi chăng nữa, các nghị sĩ vẫn rất đảm bảo quy trình tránh lây nhiễm COVID-19.